Chàng Ốc Già mến chào các bạn trong cái chương trình podcast ngày hôm nay. Thì rất là vui khi mà được trò chuyện cùng với bạn Vũ ở Canada. Thì Vũ hiện nay là đang làm cho một cái công ty, gọi là một cái công ty phần mềm nằm trong top 500 công ty trong cái Fortune, công ty SAP của Đức đó, nhưng mà nó có trụ sở ở Canada. Và Vũ thì có cái bằng thạc sĩ chuyên ngành về về viễn thông và về information security, về an toàn hệ thống thông tin đó. Và Vũ là có cái chứng chỉ về bảo mật CISSP, nó được cấp bởi cái tổ chức là ISC Square. Thì chắc là Vũ là một trong những cái, Vũ là được biết là người là trẻ nhất đó, trẻ nhất của Việt Nam mà có cái chứng chỉ này. Thì ngày hôm nay, thì trong cái episode ngày hôm nay, thì chàng Ốc Già và Vũ muốn chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề bảo mật trong cái chuyện mà mình sử dụng Internet. Nói chung là tất cả những cái gì mà liên quan đến cái môi trường không gian mạng đó. Ok, chào Vũ. Lúc này là Vũ đang ở Canada là buổi trưa, còn chàng Ốc Già đang ở Paris là buổi tối đấy. Vâng, em chào thầy, chào tất cả mọi người. Rất vinh hạnh được nói chuyện với mọi người và chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức chuyên ngành của em cho cho tất cả mọi người. Em cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn Vũ. Nhưng mà ngoài ra thì hình như là Vũ cũng có một cái chương trình ở Việt Nam đúng không? Vũ làm một cái chương trình để mà giúp cho các em, đặc biệt là các cái trẻ em, các bạn trẻ đó, có một để tiếp cận và tìm hiểu về công nghệ thông tin cũng như là về an toàn bảo mật, đúng không Vũ nhỉ? Cái chương trình đấy thì không phải là em không phải là founder, mà là em có tham gia dưới, gần đây em có tham gia dưới tư cách là volunteer lecturer, giảng viên tình nguyện ấy. Thì đấy là một cái chương trình CyberKit. Thì của các bạn ở Việt Nam thì các bạn ấy, mục tiêu của các bạn là một là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, và cũng là để đào tạo, gọi là truyền cảm hứng, là đào tạo cho các gọi là các tài năng trẻ Việt Nam đi theo hướng an toàn thông tin, hoặc là as a career để mà có thể trở thành một cái thì thật sự thì em expect lúc em tham gia thì em được expect là em sẽ truyền cảm hứng cho các bạn ấy, hoặc là somehow là có cung cấp thông tin kiến thức cho các bạn trẻ. Nhưng mà sau khi em tham gia, thực ra em nghĩ là người được truyền cảm hứng ấy, tại vì các bạn trẻ trong lớp của em rất là năng động và rất là chủ động, và thật sự các bạn ấy rất là giỏi. Sống sau số sống trước ấy, các bạn bây giờ rất là năng động, cho nên là em sau khi tham gia giảng dạy xong, em lại mới là người nghĩ là mình cần phải phát triển bản thân lên vẫn rất là nhiều, rất là dài. Thì chương trình cũng rất là hay, em nghĩ mọi người thể tham khảo trên cyberkit.vn. Thì hiện nay đang các lớp buổi đầu vẫn có những lớp học mới và những chương trình mới cho các bạn nhỏ từ thường là teen, từ 11 đến 17 tuổi. Hay quá. Cảm ơn Vũ. Thì sau này thì mình sẽ chia sẻ thêm cái thông tin đó trên các cái kênh của chàng Ốc Già. Bây giờ quay lại cái câu chuyện chính của cái buổi trò chuyện của anh em mình ngày hôm nay đó, thì về cái chuyện mà an toàn thông tin. Thật ra thì nó rất là quan trọng, bởi vì thời đại bây giờ ai cũng thấy là tất cả các cái thiết bị xung quanh của mình đều là gắn kết nối với Internet hết, và rất là nhiều cái chuyện liên quan chứa đựng ở trong các cái thiết bị đó, ví dụ như thông tin an toàn cá nhân của mình, đúng không, từ cái tài khoản cho đến tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền của mình cho đến cái tài khoản đầu tư, tất cả các thứ rất là quan trọng. Nhiều khi nó chỉ nằm trong một cái điện thoại hoặc là nằm trong một cái máy tính thôi. Thì cái nguy cơ như thế nào Vũ nhờ? Những cái nguy cơ nào mà có thể là một cái người mà sử dụng, khi mà mình vô trong cái Internet đó, thì mình sẽ bị những cái nguy cơ nào? Vâng. Thì rõ ràng là nguy cơ mà ảnh hưởng đến đến thiết bị với đến Internet thì, và an toàn thông tin nói chung, thì là tất cả những nguy cơ liên quan đến dữ liệu rồi, là mất dữ liệu. Và dữ liệu thì bây giờ sẽ có rất nhiều giá trị quan trọng. Thì em có thể kể một số những cái ở phía góc nhìn cá nhân thôi, chẳng hạn là khi mình bị mất dữ liệu chẳng hạn ấy, thì đơn giản là mình bị mất identity của mình, mất cái danh tính của mình ấy, thì hoàn toàn cái thông tin đấy của mình có thể dùng để đi đăng ký tài khoản ngân hàng dài chẳng hạn, KYC cho việc khác, hoặc là thậm chí là đi ngay lập tức là đi lừa giả lừa người thân của mình trong cái làm sao lừa đảo, lừa tiền thẻ điện thoại các thứ ấy. Cái đấy, chuyện đấy đang xảy ra đúng rồi đấy, ở trên Facebook đấy đúng không, lấy cái tài khoản Facebook, sau đấy là lừa đảo tiền.
cái đấy thì là nhãn tiền là những cái case mà rất là obvious là mọi người đều 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 thấy rồi. Còn với cá nhân em thì với trong trong ngành bảo mật hoặc là thì cái awareness trong trong bảo mật của em có khá một chút, thì em nghĩ là em quan tâm đến cái quyền cơ bản của người, quyền privacy ấy. Thì những cái thông tin đấy em đơn giản là em không muốn mọi người biết thôi, không không muốn người khác biết. Ví dụ như là em lướt trong web gì hay là ngày nào giờ nào em ăn cái gì thì cũng đã là privacy rồi, thì em đơn giản là em không muốn thôi. Thì đó. Hôm rồi mình cũng nghe một cái tin rất là bất ngờ là có những cái người mà thật ra thì họ không xài những cái sản phẩm của Facebook đó, nhưng mà trong cái bộ dữ liệu của Facebook thì hầu như có hết tất cả các cái hoạt động của họ luôn đó. Ví dụ như là họ họ tìm kiếm bác sĩ, họ hẹn gặp bác sĩ như thế nào, ngày nào luôn. Đấy là những cái thông tin về 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 cái thông tin cá nhân của mình nó bị ghi lại. À, mà nhiều khi là mình không có ý thức được cái chuyện là mình cho phép họ sử dụng thông tin hoặc là họ thu thập một cách trái phép. Vấn đề về, về bảo mật thông tin đó thì cái thông tin cá nhân của mình nó quan trọng, là nhiều khi là mình vô tình là mình đồng ý cho người ta lấy các cái thông tin của mình khi mà mình đi vào các trang web này nọ, nhưng mà nhiều khi là mình không cho phép mà người ta cũng lấy một cách lén lút đó. Đúng không? Thực tế ra là nếu mà họ lấy một cách lén lút thì là sai luật đấy, nhưng mà có một chút đó là mình thật sự đã đồng ý vào những cái điều khoản sử dụng để cho thu thập thông tin. Cái này thì là đánh đổi thôi, cái này là thật sự là hệ thống an toàn nhất cũng là hệ thống vô dụng nhất mà. Thì nếu bây giờ Nhưng mà mình khi mà mình đọc, có nhiều lần mình thử nhé, mình đọc cái terms of use, cái điều khoản sử dụng của, trời đất ơi, nó dài toàn hoàng, làm sao mà đọc hết được trời. Nhưng mình thấy là đa phần mọi người là sẽ đồng ý, đúng không? đúng không? Đây chính là những cái drawback của nó. Và đấy mình phải sống gần như là mình sẽ phải cân bằng thôi. Còn nếu mà muốn thật sự giống giống như cái này thì lại rộng hơn về cái vấn đề quyền và nghĩa vụ ấy, thì để mà có không không phải quyền và nghĩa vụ, em là nghĩa là khi khi mình có quyền ấy thì mình cũng có nghĩa vụ đóng đóng góp cho ấy, đúng không? Thì họ sẽ không thể ép mình làm đấy, nhưng mà khi mà họ sẽ hứa hẹn là nếu mà mình cho cái quyền đấy thì mình sẽ được cung cấp lại thì mình sẽ được một số cái quyền lợi khác. Này thì là đánh đổi, ví dụ như là đơn giản cái này thì hơi technical một chút, là dùng cookie ở trong trong trình duyệt đấy, thì nếu mà không cho phép cookie thì đương thì sẽ không không phải là hoàn toàn, nhưng mà là sẽ cắt được rất nhiều cái cách để mà họ các Google Ads hoặc là các thứ tracker mình ấy. Nhưng mà dùng cookie thì lại rất là bất tiện, các trang web sẽ không load được những cái thành phần cấu phần ho chẳng hạn. Thì đấy người ta Ok, bản thân mình cũng vậy. Mình thường là mình cái website nó yêu cầu cookie là mình chỉ đồng ý những cái nó gọi là thiết yếu nhất thôi. Cho phép cái trang web nó chạy là ở cái mức độ thiết yếu thôi, chứ mình không có accept tất cả. Nhưng mà bây giờ quay lại cái câu chuyện mà về về những cái rủi ro mà trong cái chuyện mà môi trường internet đó, thì nó có nhiều cái đến từ nhiều cái nguồn khác nhau. Thứ nhất đó là cái chuyện mà trong việc là mình sử dụng các cái thiết bị nè, các cái thiết bị điện tử nè. Cái thứ hai là mình có thể là sau đấy là tất cả những cái ứng dụng hay là phần mềm cài ở trên cái thiết bị đó. Và cuối cùng đó là những cái mà mình thấy là ví dụ như là những cái hành vi mà không 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 cẩn thận hoặc là bất cẩn trong quá trình mà sử dụng. Thì đầu tiên mình tập trung vô cái ý đầu tiên đó là các cái thiết bị, thì cái mức độ an toàn của các cái thiết bị khi mà kết nối internet thì nó sẽ phân biệt ra như thế nào, Vũ nhỉ? Thì đầu tiên em sẽ phải khẳng định trước là sẽ không có một hệ thống nào là an toàn tuyệt đối cả. Cái quan trọng là cái giá trị, cái giá trị của hệ thống ấy, cái value của hệ thống, cái giá trị của tài sản của mình chẳng hạn ấy, nó có đáng cái nguồn lực bỏ ra để mà hack mình không. Thì cái mấu chốt bây giờ là mình sẽ một là nâng nâng cái cost để hack mình, thì nó sẽ chắc chắn. Còn các thiết bị điện thoại hay là điện tử thông dụng gọi là thương mại hóa bây giờ ấy, thì kể cả có dùng gọi là iOS mới nhất hay macOS mới nhất đi, hay là Android, thì tất cả case case gần nhất, mà một trong những case mà infamous nhất, tai tiếng nhất gần đây, thì là NSO Group của Israel ấy. Thì tất cả các thiết bị vào tháng 9 năm ngoái, lúc lúc case là tháng 9 năm 2021, thì tất cả các thiết bị điện tử mới hệ hành mới nhất hoàn toàn có thể bị hack mà người sử dụng không hề hay biết. Họ
dùng một cái lỗi khai thác là thậm chí là zero click, là thầy còn không cần phải làm gì, máy đã hoàn toàn bị hack, và nhắm một cái Access vào một cái iPhone và máy đã bị xiên hoàn toàn rồi. Và thậm chí là hacker còn có quyền cao hơn cả quyền người dùng cơ. Ví dụ người dùng sẽ không thể sửa một số file hệ thống ấy, thì khi mà nó root rồi, làm nó rewrite rồi, nó còn làm được nhiều thứ hơn nữa. Thì và thứ hai là cái security, mặc dù là em làm security nhưng mà em sẽ em cũng không thể bias là security là phải 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 comfort được, mà là thực ra security nó vẫn vẫn phải cho business thôi, là mình vẫn phải cân bằng việc là mình phải dùng dễ dùng được thì mới ok. Thì ví dụ bây giờ em recommend, nếu nếu mà làm một cái thiết bị bảo mật tuyệt đối chẳng hạn, Nokia 1280 hay là BlackBerry, như các đời tổng thống Mỹ thì họ dùng BlackBerry. Và vấn đề là BlackBerry mốt rồi cũng đã được chỉnh sửa là bỏ hết camera, bỏ hết các thiết bị thu phát sóng rồi, và chỉ sửa thành thiết bị thu phát sóng vệ tinh thôi chẳng hạn, và còn mã hóa đầy đủ, chuẩn cao nhất. Thì nhưng mà đánh đổi lại thì đơn giản là không thể chụp ảnh được, không thể làm gì khác được chẳng hạn, và đúng cũng rồi, không có hệ thống an toàn nhất cũng là hệ thống vô dụng nhất ấy. Thì máy cũng kết nối internet. Nào, thường thường là khi mà muốn tấn công vào một cái hệ thống ấy, thì nó sẽ đi vào bằng các đường, các port, có thể là port mạng hoặc vật lý. Thì khi mà máy đã disconnect khỏi tất cả các port đấy, không có mở cái cổng nào internet, thì cái đường vào cũng sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà đơn giản là cái máy không có cái gì cả. Như là như crypto thì có ví lạnh với là ví nóng này, thì ví lạnh kết nối vào network rồi thì cũng sẽ không ngoài được, nhưng mà cái việc bất tiện khi mà trading, khi giao dịch chẳng hạn, hoặc là được bảo quản cái ví đấy cũng là một cái cost nữa. Nên là cái bài toán của mình vẫn sẽ phải là phải balance giữa security và cái business của nó. Còn cái preference của em, nhưng mà với người dùng cá nhân thì chẳng hạn ấy, thì với các sản phẩm thương mại như là điện, mình sẽ quan tâm đến các sản phẩm thương mại cho người dùng cá nhân đúng không? Như kiểu mình laptop gì hay là điện thoại gì chẳng hạn ấy. Thì như 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 đã nói từ trước là không có hệ thống nào mà không bị hack được cả. Cho nên là em đồng ý là mình sẽ không có một cái chén thánh ở đây. Nhưng mà với cá nhân em thì em sẽ prefer hai cái hành phổ biến nhất hiện nay của điện thoại là Android và iOS đi. Thì cái đầu tiên thì em sẽ prefer iOS đây, cái này là prefer cá nhân, không phải quảng cáo. Là Apple thực sự là có đầu tư rất nhiều cho security và privacy của họ, và cũng khá là nổi tiếng với việc đấy. Và thứ hai là Apple bán sản phẩm chứ không bán quảng cáo, cho nên là dữ liệu của mình cũng ổn hơn. Và thứ hai là nữa là các chính sách kiểm duyệt của Apple ấy thường là khá là gắt gao hơn. Một cái cụ thể như là năm ngoái hay năm đúng không, em nhớ là năm ngoái có một cái vụ khá vui là Facebook kiện kiện vài pháp nhân ở Việt Nam vì khai thác quảng cái cáo quảng mà cáo 6 triệu đô ấy, thì đòi 16 triệu của các cá nhân đấy. Thì thực ra là cái bản chất là cái nhóm đấy nó tạo ra một cái app đấy là app quản lý page, quản lý Facebook page, không phải là nghĩa là một bên thứ ba ấy. Thì khi đã nghĩa là quản lý page thì ok, nhưng mà vấn đề là nó lấy luôn token, nó lấy luôn cái session đấy để nó đi làm việc khác đấy, cho nên là dùng cái đấy thì họ cũng đồng thời cống luôn cho bên bên làm. Thì cái app đấy được duyệt trên Android thì người dùng nhận, và nhưng mà nếu mà cái app đấy mang iOS thì iOS không được duyệt chẳng hạn. Đúng rồi đó thì đó là somehow là vẫn về phía người dùng nhiều hơn là hệ thống. Còn nếu mà em dùng Android thì em sẽ ưu tiên những cái tại vì về phần mềm Android ấy, thì nó cơ bản là Google nó làm ra một cái bản là AOSP, Android Open Source Project, sau đấy rồi cái AOSP đấy nó mới được cái bản gốc mới được đưa ra các hãng, và các hãng mới tùy chế cháo thêm những cái gì mà mình muốn. Ví dụ Samsung thì cả camera của Samsung rồi đúng Samsung rồi. Thứ. Xiaomi thì cài Xiaomi rồi Motorola thì cài exactly. Thì em sẽ prefer là những cái máy Android cài AOSP, là máy cài gốc Pixel, hoặc là tham gia cái chương trình Google One thì Google nó cũng đã phải kiểm duyệt qua rồi, và thứ hai là nó đơn giản,
càng ít thì nó càng càng nhiều thứ, à càng 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 Ừ. đỡ bị giảm đỡ bị cải lương. Nhưng mà chốt lại cái chỗ này thì cũng rất là hay để cho cái người dùng cần biết là ví dụ như là cái độ quan trọng về thông tin của mình đó, mình cần là bảo vệ nó là bao nhiêu. Vũ nói như thế thì làm cho mình nghĩ đến cái chuyện là mình cái tài sản của mình có cần mua một cái két sắt rất là đắt tiền để bảo vệ hay không, đúng không? Nếu mà nó không có một chút xíu tài sản gì thì cần gì phải mua một cái két sắt rất là an toàn để mà bảo vệ cái tài sản không là bao nhiêu, đúng không? Ví dụ như vậy. Network có 100.000 đô mua cái cửa 1 triệu đô để bảo vệ thì nghe cũng hơi kỳ. Thì đấy 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 thì đấy ok, như vậy là cái chuyện mà lựa chọn thiết bị thì cũng phải là cân nhắc đó. Nhưng mà những cái lời khuyên của Vũ rất là chí lý đó, có nghĩa là mình phải nhìn ở những cái góc độ là có những cái sản phẩm mà có những cái doanh nghiệp người ta rất là ưu tiên về cái độ bảo mật để bảo vệ cái thiết bị đấy, ví dụ như iOS, hoặc là nếu mà mình xài Android thì mình phải xài bản gốc luôn của Google chẳng hạn. Thì đấy là về cái chuyện mà lựa chọn thiết bị, đúng không? Từ từ máy tính cho đến điện thoại. Còn bây giờ đến cái chuyện mà phần mềm thì sao Vũ? Có nghĩa là ngay cả khi mà mình có một cái thiết bị tốt rồi đó, nhưng mà nếu mà mình chẳng hạn mình xài MacBook là mình có cái máy là xài iOS là có thể gọi là an toàn, tương đối là an toàn rồi, thì cái chuyện mà sử dụng cài các cái phần mềm ở trên đấy thì nó vẫn đem những cái rủi ro như thế nào? Ví dụ những cái trường hợp nào thì nó lại có rủi ro? Vâng, ok. Thế thì mình nhìn tổng quan một tí thì là để mà tất cả những cái điện thoại hay là những cái máy tính em sẽ dùng chung một cái từ là một cái hệ thống đi, nó vẫn là một cái hệ thống nhỏ. Thì để khi mà thiết kế một cái hệ thống ấy thì từ top down là từ từ cái phần thiết kế từ 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 phía phía người thiết kế cái hệ thống ấy thì là đầu tiên là phải phải làm cho nó dễ dùng ấy. Để cái mức mà và thứ hai là nó phòng thủ theo nhiều lớp Defending Depth, để mà kể cả người dùng ấy có làm sai ấy, người dùng sẽ không thể yêu yêu không bao giờ được yêu cầu là người dùng biết tất cả mọi thứ về security gì cả, kể cả là em làm một công ty công nghệ rồi em cũng thể yêu yêu cầu các bạn dev các bạn ấy biết hết về security, nếu mà thế thì em thất nghiệp rồi. Thì về cơ bản là sẽ phải thiết kế một cái ông đủ đủ đơn giản mà vẫn bảo mật, kể nghĩa là kể cả người dùng có làm sai ấy, thì nó vẫn sẽ phải phải correct lại cho người dùng ấy, không thể cứ đẩy ra là tại vì mày nhấn cái file này cho nên là mới bị hack ấy. Chẳng hạn như là cái việc mà gần đây nhất, cái case gần đây nhất là Axie Infinity bị hack ấy chẳng hạn đấy, thì vừa one more term của team Sky Mavis nó mới, mới mới publish lên là nhân viên của họ bị spear phishing, là bị tấn công lừa đảo một cách chủ đích ấy. Thì và nhân viên bây giờ đã không làm ở công ty nữa, nhưng mà em cũng không hiểu tại sao The Verge có một số báo khác nó đưa đưa ra nó không biết lấy thông tin đâu ra là IC bị hack là từ một cái LinkedIn offer, là cái file PDF đấy được gửi qua LinkedIn và cái nhân viên đấy thì download file PDF về và file PDF thì dính mã độc đó, thì sẽ phải có rất nhiều lớp ở đây. Một là đầu tiên làm sao mà upload một cái file mã độc lên trên LinkedIn mà LinkedIn không không duyệt được vì gửi Đúng qua bất rồi. thế, thì nó sẽ có rất nhiều lớp, đáng nghĩa là cái hệ thống đây đã phải chặn chặn cái file đấy từ từ ban đầu để người dùng không thể download máy rồi, mà kể cả khi mở ra thì thường là chẳng chẳng hạn không không nói về PDF mà nói về Office mà có những cái file macro thì hả? Nó sẽ hay có cái dòng hiện ra là thẻ này sẽ thực thi cái sẽ có cái cần để thực thi ấy, thì nó sẽ phải yêu cầu quyền no ấy, thì đó là một, và kể cả khi mà thực thi rồi ấy mà Microsoft Defender chẳng hạn nó sẽ phát hiện ra là đây một cái backdoor, một cái kết nối ra bên ngoài, nó bảo đây một cái malicious chặn lại tiếp, thì sẽ phải rất nhiều lớp như thế, là kể người người dùng muốn thực thi cũng cũng không dễ và sẽ phải tốn công rất nhiều để mà thiết kế một cái mà bypass được tất cả những hệ thống đó. Thì về về top down là về thì các hệ thống hiện tại ấy, các hệ thống thương mại bây giờ đều đã em không không thể nói là hoàn hảo nhưng mà đều đều đã khác với người dùng cá nhân rồi. Nhưng mà bây giờ thầy cầm một cái điện thoại mới về thầy cũng không dễ mà bị làm lung tung mà bị hack được đâu. Nếu mà máy mới tinh cập nhật phần mềm mới nhất, những cái lỗi muốn bị hack thì phải là những cái lỗi gọi là zero day, là những cái lỗi mà chưa được phát hiện đấy, là họ ỉm như NSO Group vừa rồi, cái cây về NSO Group mà phần mềm Pegasus ấy, là nó những cái lỗi mà nó phát hiện được nhưng mà nó không báo cho Apple, nó không báo cho Microsoft, nó cứ ỉm để đấy để đi khai thác rồi ấy. Thì đương nhiên là những
quỹ đấy thì được dùng để khai thác cho những cái cá nhân rất là quan trọng, đồng chính kiến chẳng hạn, hoặc là các chính trị gia. Nhưng mà với một hệ thống thương mại bình thường, với một cái nhu cầu bảo mật bình thường ấy, thì các hệ thống cơ bản là đã, em nghĩ là phục vụ khá ổn rồi. Thì đó là về phía thiết kế hệ thống. Còn về phía người dùng thì lại là một câu chuyện khác, là một hệ thống đã ổn rồi thì bây giờ người dùng làm ơn đừng có tự bắn vào chân mình. Đấy là cũng tự bắn vào chân mình, thì có những cái cách nào để tự bắn vào chân mình. Thì ví dụ như là về phía software, về về các phần mềm ấy, mình sẽ nói về phổ biến nhất, hệ hành phổ biến nhất bây giờ là Windows đi. Thì khi mà dùng Windows thì mặc định là Windows có đi Windows Defender rồi, mà em cũng không không recommend là cần cài thêm cái gì cả, tại vì bất kỳ cái phần mềm như kiểu phần mềm antivirus nào ấy thì về cơ bản nó vẫn là phần mềm, mà đã là phần mềm sẽ có lỗi. Có một cái case lại 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 lạc đề một chút, có một case khá buồn cười, không hẳn là buồn cười, khá là nghiêm trọng. 2 năm trước là FireEye, là một công ty bảo mật gọi là chóp bu của thế giới, đến đến cả các nhà thầu chính phủ của Mỹ cũng sử dụng. Và vấn đề là FireEye bị hack, nhưng mà cái FireEye và nó gọi là supply chain attack, là tấn công chuỗi cung ứng ấy, thì là nó thay thế, nó inject mã độc vào trong chính phần mềm của FireEye, và xong rồi các sử dụng phần mềm của FireEye, đúng không, nghĩa là mua phần mềm về để mà bảo vệ mình, thì chính cái phần mềm đấy lại có mã độc và cái mã độc đấy. Thì cái vụ đấy là một trong vụ là khủng khiếp nhất gần đây, mà gọi là nước Mỹ bị vào mặt đấy. Công ty bảo mật hàng đầu, ví dụ Nhưng như là mà một mình thấy mọi người hay xài mà hay bị hack hay là bị lỗi tấn công về 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 bảo mật, đó là thường là do xài những cái phần mềm nó không chính thống. Mọi người cứ hay xài những cái bản crack hoặc là tải những cái software hoặc là những cái ứng dụng mà không có official đó. Thì cái này nếu mà mình xài trên một cái hệ thống mà nó cập nhật được thường xuyên thì nó có được giảm thiểu rủi ro không Vũ ha? Hay là nó vẫn còn rủi ro? giảm thiểu rủi ro và vẫn còn rủi ro đều đúng thì chắc chắn là được giảm thiểu rủi ro, nhưng mà chắc chắn là vẫn còn rủi ro. Cái đầu tiên là khi mà sử dụng Windows mà chính chủ ấy thì là đã có được cập nhật thường xuyên rồi, và thậm chí là em kể cả dùng Windows lậu thì cái đi vẫn được ưu tiên để được cập nhật thường xuyên. Nhưng vấn đề là khi mà người dùng tự bắn vào chân mình bằng cách tắt Defender đi, tức là cố gắng tắt Defender đi, và tại vì phải tắt Defender đi để mà cài phần mềm lậu ấy. Thế là một vòng luẩn quẩn là thực ra phần mềm crack thực ra là nói hơi tà đạo một tí, thì em cũng không phải là nó bản thân nó không phải là một cái gì nguy hại, nghĩa là crack chỉ đơn giản là bẻ phần mềm dùng thôi. Nhưng vấn đề là crack ấy, các phần mềm crack trôi nổi trên mạng ấy, thì có rất nhiều phần mềm họ 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 crack đã đành, nhưng mà nó có đơn giản nó inject thêm một cái code để nó cài thêm một cái backdoor. Nó khuyến mãi thêm cái con virus Thì nếu mà người dùng mà có đủ khả năng để mà tự crack cái phần mềm đấy, để mà hiểu được là tại sao nó hoạt động ấy, thì for sure là mọi người vẫn có thể sử dụng nó và vẫn thể crack mà an toàn. Em không cổ suý việc crack, em chỉ đang nói là có thể thế. Nhưng mà vấn đề là mình đang phần mềm trôi nổi đấy thì lại còn cấp quyền cho nó để làm những cái thứ khác nữa, thì nó rất là nguy hiểm. Thì đó là về các phần mềm, đơn giản là đầu tiên là sử dụng phần mềm được update liên tục, và sử dụng phần mềm có bản quyền là đã giảm được rất nhiều, phải đến 90 mấy % vấn đề rồi. Tại vì các lỗi mà để mà khai thác được qua cái lớp đấy là toàn là các lỗi zero day, các lỗi mà chưa được phát hiện bởi nhà sản xuất ấy, thì những lỗi đấy một là sẽ không được sử dụng đại trà nhiều, và thứ hai là sẽ còn ít hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên là chắc chắn là sẽ phải bỏ cái thói quen sử dụng đồ đồ crack đi, là em nghĩ là vào được bằng tất cả phần mềm thì nên cập nhật để cho nó đã tự động cập đừng tắt đi. Ok, thì như vậy là cái phần mềm thật ra thì nó cũng liên quan đến cái mà mình muốn nói đến cái yếu tố thứ ba, đó là hành vi của cái người dùng đó. Có nghĩa là mình phải có những cái cẩn thận, đúng không?
có những cái mà mình cũng phải suy nghĩ trước là khi mà mình cài một cái phần mềm gì đó vào trong cái hệ thống của mình, cũng như là trong cái quá trình mà mình sử dụng hàng ngày. Cái này thì nói thêm một chút là hiện nay ví dụ trong các thiết bị bây giờ đó, chẳng hạn như trên một cái điện thoại bây giờ nó có rất là nhiều cái thông tin quan trọng, ví dụ như là tài khoản ngân hàng nè, rồi tài khoản mua bán chứng khoán nè, kể cả có những cái tài khoản của crypto luôn. Thì Vũ thấy rằng là trong cái chuyện mà xài những cái thiết bị hàng ngày như là cái điện thoại đó thì mình cần phải chú ý đến những cái gì, để nếu không là mình có thể là bị tấn công hoặc là mình bị mất những cái quyền kiểm soát các cái thông tin đấy. Ok thì đầu tiên là cái này là hold on. Về 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 hành vi người dùng bình thường thì em nghĩ là có một cái câu khá là hay là điểm yếu nhất của một hệ thống, nghĩa là điểm sức mạnh của một hệ thống ấy sẽ bằng với sức mạnh của yếu nhất của cái hệ thống đấy. Cái tường thành xây hàng 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 dặm đi, nhưng mà cái điểm yếu nhất của nó chỉ có khoảng 10 mét thôi, thì sức mạnh tường thành đấy chỉ là 10 mét đấy thôi, thì một cái mắt xích yếu nhất của nó, và cái mắt xích yếu nhất trong hệ thống thì thường lại chính là con người. Thì bây giờ thay vì là em đi tấn công em muốn đi hack tiền của một ai đấy chẳng hạn đấy, thì thay vì tấn công vào vào trực tiếp vào bank tìm lỗ hổng của bank thì em hoàn không còn người đúng không nhỉ, thì để mà lừa người ta nhấn vào cái link hoặc là gọi điện hỏi OTP khẩn cấp ngân hàng cần gì đấy, thì đó là những cái phishing, những cái dạng lừa đảo. Thì cái đầu tiên chắc là đơn giản là phải raise, nó đơn giản nhưng thực ra lại rất là khó, là raise cái nâng cao cái nhận thức về an toàn thông tin của người dùng. Thì sẽ có một số cái lưu ý cơ bản. Đầu tiên như kiểu về phishing chẳng hạn, thì sẽ cái nói dài nói mãi rồi là đừng có download file rồi và đừng đừng có mở file nhập. Sau đấy thì là đó là phishing. Đó Có một số là cái trường hợp như thế này nữa Vũ, giống như là rất là bất cẩn nhé, xài cái điện thoại hoặc cái máy tính đó, nhiều lúc mình thấy có những cái trường hợp là đem đi sửa hoặc là cho ai mượn đó, thế là giao giao luôn cái quyền kiểm soát cái thiết bị của mình cho cái người đó luôn đấy, mà không không có ý thức được cái chuyện đó, và cái đó cũng nguy hiểm đúng không? Đó, hoàn toàn rất rất rộng. Như cái những cái case mà bị hack về crypto gần đây em có đọc ấy, đó là do người dùng chữ cái recovery key, cái mã khôi phục ví của mình ngay trên máy đấy, và thì cái tài những cái tài liệu sensitive rồi, thì không thì mình cũng phải có cái mức bảo mật trên của nó, nhà bảo mật level cao hơn. Thì một cái đó thì ra một cái point nữa là sẽ phải có những cái lớp bảo mật riêng cho những cái tài liệu sensitive đấy, và ý thức để mà bảo vệ nó. Cái case đấy là đơn giản nó là một cái con mã độc gọi là large scale, nghĩa là nó không gửi trực tiếp cho một ai cả, nó gửi rất nhiều người người chẳng hạn, nhưng mà chỉ có khoảng vài người dính thôi, vài người đao về scan nguyên cái ổ cứng và thấy cái nào giống cái key thì nó gửi về và dùng dùng mở được kia thế lấy tiền thôi. Mà trên blockchain thì cái việc rửa tiền với việc tracing thì nó sẽ nhiều rồi. Nhà rửa tiền đây thì khó Mình hơn. còn thấy có nhiều cái người trường có nhiều trường hợp là cài password này nọ để mà bảo vệ, nhưng mà cái password gì đâu mà cứ là 1234, 1234 56. Hoặc là có những người mình biết luôn, hồi đó là mình sửa cái máy cho ông một cái ông chú, có nghĩa là ở ở ở cái tiệm người ta cài như thế nào là giữ nguyên y chang và xài hoài luôn. Có nghĩa là tiệm nó cài cái password là 123456789 thì là cứ để 123456789 cho tất cả thiết bị để mà xài. Đấy, password cũng là một phần cực kỳ quan trọng trong cái dùng. Thì em sẽ có một số cái best practice, một số những cái sử dụng bình thường. Thì đầu tiên là mọi người đầu tiên thì sẽ là trong tương lai ấy, cái một cái idea, một cái lý tưởng ấy là mình sẽ không cần phải dùng password nữa thầy ạ, là mình sẽ xác thực authentication là không cần password nữa luôn. Ví dụ như là những cái dễ dàng nhãn tiền mình đã nhìn thấy như là sinh trắc học đúng Vân không, tay, à vân tay đấy. như như ở
công ty em chẳng hạn, thì gần như em truy cập vào các hệ thống của công ty, em không cần phải nhớ password gì cả, mà là có một cái certificate đã cài được trong máy máy thì là máy MDM rồi, là máy máy trực tiếp được được công ty gửi vào offer, ví dụ công ty có hợp đồng Apple chẳng hạn, thì có cái em và những cái profile đấy đã được cài sẵn vào trong máy rồi. Và khi mà em truy cập cái này ấy, những cái máy mà có certificate ấy, thì nó sẽ được được SSO single sign-on tự động, thì gần như là một khẩu nữa. Thì một tương 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 lai rất 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 mong, không biết là có phải tương lai gần không, nhưng mà bây giờ đang rất nhiều giải pháp để đưa ra để mà passwordless rồi, là mình sẽ không cần password nữa. Bây giờ sử dụng nó kiểu như là dĩ nhiên đấy, nghĩa là một authentication mật khẩu ấy, nhưng mà thực ra là không, thực sự là hoàn toàn mình có thể authent mà không cần mật khẩu đó. Nhưng mà hiện tại đang phải dùng mật khẩu, cho nên là sẽ có những cái practice dùng mật khẩu, sẽ phải vẫn vẫn phải sống chung với nó đã. Thì đầu tiên là mọi người không nên đặt trùng một mật khẩu. Lý do là thì tại sao lại không không cùng mật khẩu ấy? Ví dụ như là em có thể đăng ký tài khoản Facebook của em, tài khoản Tiki, Amazon, tất là dùng luôn tại tài khoản trong công ty của em mà cùng một khẩu ấy, thì ok, cái vấn đề sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu mà tất cả mọi thứ đều an toàn. Nhưng vấn đề là không phải trước hay là công ty nào cũng đảm bảo cái mật khẩu của mình một cách ok. Là em cũng đăng ký cái đấy cho một cái trang thương mại điện tử nào đấy chẳng hạn, và trang đấy thì mới mới code ra, kiểu mới thành lập và cũng chưa quan tâm đến bảo mật lắm ấy. Thì đến khi cái trang đấy bị hack thì cái mật khẩu đấy với cái email đấy đã được lộ ra. Thì đơn giản là em là về phía một người tấn công, như một hacker chẳng hạn ấy, thì em sẽ lấy cái đó em đi tra tất cả những cái trang khác để em xem là Đúng cái rồi. tài khoản email này có tồn tại trên các hệ thống khác không, và em Đúng dùng đúng rồi. mức, và likely là nó sẽ sử dụng được. Và Đúng rồi. cho nên là có một số cái trang là have I been pwned, là hay chưa ấy, thì thầy chỉ cần nhập cái email của mình vào là thầy có thể check được lên là cái email này đã xuất hiện trong những cái dữ liệu nào đã bị lộ ra, hoặc là mình đã bị hack. Thì thỉnh thoảng vẫn vẫn thường xuyên em cập nhật, em đăng ký luôn email của em trên đấy, là bất kỳ nếu mà cái email này bị xuất hiện ở trong bất kỳ một cái data breach nào ấy, thì nói với mình và mình biết được mình đã bị lộ những cái gì ở IP, độ sinh, địa chỉ, thứ đó. Thì password, đầu tiên là không đặt password trùng nhau, lý do là vì như thế là một một trang bị lộ thì là lộ hết. Vậy thì làm sao mình đến cả nghìn cái password như thế được? Đơn giản là cá nhân em thì em sẽ sử dụng một trình quản lý mật khẩu. Có rất nhiều trình quản lý mật khẩu như là LastPass. Nếu mà sử dụng hệ sinh thái của Apple ấy, thì có thể dùng iCloud Keychain, OnePass, rất nhiều dịch vụ có thể giúp mình xử lý vấn đề đấy. Và thậm chí là bây giờ mà có ai dí dao của em hỏi em mật khẩu của tài khoản ngân hàng, thì ra là em cũng không trả lời được, không biết mật khẩu của Đúng rồi, mình chỉ nhớ một cái thôi. em. Thì mình chẳng nhớ một cái master password, thì cái đấy thật thật sự dài, thật sự khó. Ý, thì như là mình có một cái vault, một cái nhà kho sắt để lưu trữ tất cả những mật khẩu của mình ấy, nhưng mình chỉ cần nhớ một cái mật khẩu quét đấy thôi. Thì Đúng rồi. nên là khi mình không biết thì người ta cũng không thể hack não mình được. Rất là chí lý cái chuyện này, đúng rồi. LastPass hoặc là iCloud Keychain, thì mọi người có bắt đầu sử dụng cái em sử dụng được khoảng 4 5 năm nay rồi, thì thật sự là nó thay đổi, nó ease my mind, nó gọi mình một cái vấn đề rất là nhiều. Kiểu lúc tạo tài khoản cũng không phải ngồi nghĩ mật khẩu làm sao cho nó phức tạp Đúng đấy, rồi. nó tự track password, thậm chí là LastPass nó còn có một số tính năng là để share share cái mật khẩu đấy cơ. Là giữa em có tài khoản Netflix và em muốn chia sẻ cho bạn của em chẳng hạn, thì em có thể bạn của em trong cái group đấy, và bạn ấy sử dụng LastPass để fill in mật khẩu, và mà bạn ấy không hề biết mật khẩu, bạn ấy cũng vẫn có thể say. Mặc dù là cái đấy thực ra em có thể trick ra được, có nghĩa là có thể lừa LastPass để mà vẫn sâu ra cái mật khẩu, nhưng mà somehow là nó vẫn có những cái use case khá là thú vị. Và mật khẩu thì lưu trữ thường thường là end-to-end encrypt, là đã được mã hóa đầu cuối, nghĩa là chỉ có mình là người có key thì mới mở được ấy, kể cả là LastPass có bị hoặc hoặc là cái bên thứ ba, hoặc là LastPass có bị sờ gáy bảo là bây giờ mật khẩu này ra cho tao, thì LastPass cũng không có key, cũng không mở được.
chẳng hạn là thế. Hay quá. Cuối. Ok. Hay quá, cảm ơn Vũ rất là nhiều. Những cái thông tin hôm nay phải nói là bản thân mình cũng qua cái nói chuyện với Vũ thì mới biết thêm được một số cái trong cái chuyện mà bảo mật, về cái chuyện mà mình sử dụng các cái kết nối về internet trong cái thời đại ngày hôm nay. Cảm ơn Vũ rất là nhiều. Nên để chốt lại như thế này, để cho các cái bạn thính giả của Chàng Ốc Già có thể hình dung được trong cái chuyện mà an toàn thông tin, trong cái chuyện mà kết nối internet đó, ở góc độ là người dùng đó, thì mình phải lưu ý đến cái chuyện là thiết bị, lựa chọn thiết bị nó tương ứng với lại những cái giá trị thông tin cũng như cái tài sản của mình lưu trữ ở trong đó đấy. Nếu mà thật sự là những cái thông tin của mình nó quan trọng thì nên đầu tư nhiều để mà bảo vệ. Rồi cái thứ hai là cũng phải lưu ý đến cái chuyện mà sử dụng các cái phần mềm, những cái ứng dụng mà cài đặt trên các cái thiết bị đấy, đúng không? Tốt nhất là nên xài hàng chính hãng và phải cập nhật thường xuyên các cái phần mềm chính gốc của các thiết bị mà mình đang sử dụng. Ví dụ như điện thoại thì mình cũng phải update cái firmware của cái điện thoại. Mình xài cái máy tính thì mình cũng phải update cái bản mới nhất của cái hệ điều hành đó. Nhưng mà cuối cùng quan trọng nhất là vẫn là các cái hành vi sử dụng hàng ngày của mình. Đấy, đừng có giao toàn bộ cái quyền kiểm soát của mình cho cái thiết bị của mình cho ai đó. Hoặc là những cái lỗi mà rất là ngờ ngạc, nghĩa là cài password hay này nọ, nhưng mà nó rất là đơn giản, hoặc là máy không có cài password gì hết, là ai muốn đụng vô thì đụng. Về cơ bản là cái security càng ngày càng được quan tâm nhiều ấy, thì các hệ thống nó càng ngày càng đảm bảo rồi. Thì về phía người dùng, em nghĩ là chỉ cần không tự bắn vào chân mình là là mình đã là kiểu tự do rồi, đừng có dùng phần mềm lậu. Đúng rồi, chứ nhiều khi là phần mềm hệ thống nó đã chuẩn rồi, nó hỏi là có đồng ý hay không, còn ráng trả lời là yes, rồi nó hỏi thêm lần nữa, mà yes lần nữa thì chết cũng không oan, đúng không? Vẫn là hệ thống vẫn hoàn toàn có những cái CRA, vẫn có những cái lỗi mà hệ thống không bypass, nhưng mà cái cost để mà khai thác những cái lỗ hổng đấy đã rất là lớn rồi, nên là mình chỉ cần dưới cái đấy là được. Ok, cảm ơn Vũ rất là nhiều ha. Như vậy là đấy, cái chương trình podcast Chàng Ốc Già thay mặt các bạn là cảm ơn Vũ rất là nhiều trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, chia sẻ với các bạn những cái điều rất là cơ bản đó, trong cái chuyện mà bảo mật về thông tin, trong cái chuyện mà sử dụng trên cái môi trường internet này. Hy vọng rằng là sẽ có một cái buổi trò chuyện khác với Vũ, có nghĩa là có thể là chuyên sâu hơn về một cái về vấn đề bảo mật thêm nữa. Một cái câu chuyện nào đó mình đi sâu hơn, chẳng hạn như là có thể lần tới là mình có thể nói đến những cái chuyện mà tấn công trong cái môi trường crypto chẳng hạn, đúng không? Một cái chủ đề như vậy cũng rất là nhiều bạn quan tâm, vấn đề bảo mật trong cái chuyện mà crypto, các loại ví như thế nào, kết nối các cái sàn như thế nào, vân vân trong cái chuyện mà bảo mật đấy. Cảm ơn Vũ rất là nhiều nha, và hy vọng rằng là có một cái buổi trao đổi khác với Vũ. Cảm ơn thầy, chào mọi người. Ok rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và podcast Chàng Ốc Già hẹn gặp lại các bạn trong một cái episode lần tới nha. Mến chào các bạn.